nay đó là phần nhận bằng tốt nghiệp của các tân khoa là sinh viên của khoa nông nghiệp và tài nguyên thiên nhiên. Xin kính mời tiến sĩ Phan Phương Loan, trưởng khoa nông nghiệp tài nguyên thiên nhiên, đại diện cho khoa nông nghiệp tài nguyên thiên nhiên và trường học An Giang. Đàn trâu mập trung. Mời bạn Trần Quốc Tính. Xin mời bạn Tạ Ngọc Yến.